Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bộ phim cổ trang Huynh Thế Tiểu Cùng Y sau thời gian hậu kỳ đã chính thức được lên sóng vào đầu năm 2023. Phim do Ngô Tuấn Dư, Cam Vọng Tinh diễn chính. Ngô Tuấn Dư sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Hiện đại Bắc Kinh. Ngô Tuấn Dư tham gia vào giới giải trí năm 2010 với vai trò là ca sĩ. Sau đó Ngô Tuấn Dư lần đầu tiên gây bão với vai Hoàng đế Thuận Trị trong phim Mỹ Nhân Vô Lệ năm 2012. Các bộ phim tham gia: Nữ Chính Của Tôi Đừng Quá Đáng Yêu, Bán Yêu Tư Đằng, Nhiệt Huyết Đồng Hành, Thiên Lôi Nhất Bộ, Xuân Hoa Thu Nguyệt và nhiều bộ phim khác. Trần Hân Dư sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Các bộ phim tham gia: Ta Là Lưu Kim Phượng, Nhất Kiến Khuynh Tâm, Dân Quốc Kỳ Thám, Thanh Xuân Không Dừng Lại, Bạch Phát Vương Phi và nhiều bộ phim khác. Cam Vọng Tinh sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Trung Nam. Nhận được sự chú ý lớn khi tham gia chương trình thực tế Sáng Tạo Doanh năm 2021. Các bộ phim tham gia: Nữ Chính Mê Diễn Rất Đào Hoa, Tôi Chạy Tôi Không Nghĩ Gì và nhiều bộ phim khác. Bộ phim cổ trang Huynh Thế Tiểu Cùng Y thuộc thể loại cổ trang xuyên không, là câu chuyện tình yêu thú vị giữa nữ bác sĩ xuyên không và vương gia trẻ tuổi. Ngô Tuấn Dư vai Ngự Long Uyên, Trần Hân Dư vai Sở Kinh Hồng, Cam Vọng Tinh vai Dạ Phi Bạch. Nữ bác sĩ Sở Kinh Hồng vô tình đi vào dị giới trở thành công chúa của Bắc Sở. Để mau chóng được quay về thế giới ban đầu, Sở Kinh Hồng cố gắng khắc phục mọi khó khăn trắc trở. Trong quá trình này cô đã gặp gỡ và đem lòng yêu chiến vương Ngự Long Uyên. Bộ phim cổ trang Huynh Thế Tiểu Cùng Y với sự tham gia của dàn diễn viên Ngô Tuấn Dư, Cam Vọng Tinh và nhiều diễn viên khác. Phim chính thức lên sóng trên Tencent vào ngày 11 tháng 3. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my